Chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề 2 của chương 1 là sai số phép đo. Như các em đã biết, không một phép đo nào có thể cho ta giá trị đúng của một đại lượng cần đo. Mọi phép đo đều có sai số. Vậy làm thế nào để xác định được các sai số này? Nguyên nhân gây ra các sai số là gì? Và cách khắc phục như thế nào? Thì thầy cùng các em sẽ nghiên cứu ở trong chủ đề thứ 2. Chúng ta vào phần 1 nhỏ là phép đo vật lý. Và thầy sẽ có một hình ảnh minh họa sau đây. Ví dụ như khi chúng ta muốn đo chiều cao của một em bé thì ta sẽ so sánh chiều cao của em bé đó với một cây thước. Hoặc khi ta cân một vật, ta sẽ so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các quả cân. Thì những cái phép so sánh vừa được nêu ở trên thì người ta gọi là một phép đo vật lý. Vậy chúng ta có gạch đầu dòng đầu tiên như sau. Phép đo các đại lượng vật lý là phép so sánh chúng với các đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị đo. Các em nhớ làm nổi bật cái chữ phép so sánh lên giúp thầy nhé. Phép đo các đại lượng vật lý là phép so sánh chúng với các đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị đo. Và trong vật lý chúng ta sẽ có hai phép đo. Một là phép đo trực tiếp, hai là phép đo gián tiếp. Và đặc điểm của mỗi phép đo là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang gạch đầu dòng tiếp theo này. Phép đo trực tiếp là giá trị của đại lượng cần đo được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo. Các em chú ý nhé. Ví dụ như khi các bạn muốn đo chiều dài của một cây bút thì bạn sẽ dùng cái thước kẻ và đo, đúng không? Thì cái phép đo đó người ta gọi là phép đo trực tiếp. Vì rõ ràng là chiều dài của cây bút sẽ được hiển thị ngay ở trên cái thước kẻ. Bạn có thể đọc ngay được trực tiếp. Đấy, các bạn chú ý nhé, hiểu đơn giản là thế, không nhỉ? Phép đo trực tiếp là giá trị của đại lượng cần đo được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo. Và chúng ta sẽ có một số dụng cụ đo trực tiếp sau đây. Đầu tiên đó chính là cái thước kẻ. Và thước kẻ sẽ dùng để đo độ dài, đúng không nhỉ? Tiếp theo là cái cân. Cái cân dùng để đo gì bạn ơi? Cân sẽ dùng để đo khối lượng. Đấy, khi các bạn đứng lên cân thì rõ ràng là khối lượng của bạn sẽ được hiển thị ngay ở trên mặt cân. Thì đó chính là phép đo trực tiếp, đúng không nhỉ? Hay bạn nhìn này, đây là gì bạn biết không? Đây nó chính là cái nhiệt kế. Và nhiệt kế sẽ dùng để đo nhiệt độ. Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ. Hay cái này người ta gọi là ampe kế. Ampe kế sẽ dùng để đo cường độ dòng điện. Các bạn chú ý nhé, ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện. Hay cái này ai biết đúng không? Nó là đồng hồ bấm giây. Và đồng hồ thì chắc chắn dùng để đo thời gian. Đó, các bạn chú ý nhé, đồng hồ dùng để đo thời gian. Thì các cái thiết bị chúng ta vừa nêu ở trên thì người ta gọi là các thiết bị dùng để đo trực tiếp, đúng không? Tuy nhiên trong vật lý cũng sẽ có một số các đại lượng không thể đo trực tiếp được và chúng ta phải đo chúng gián tiếp. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển sang cái phép đo gián tiếp này. Gạch đầu dòng tiếp theo, phép đo gián tiếp là giá trị của đại lượng cần đo được xác định thông qua các đại lượng được đo trực tiếp. Đấy, các bạn chú ý vào nhé. Phép đo gián tiếp là giá trị của đại lượng cần đo được xác định thông qua các đại lượng được đo trực tiếp. Vậy chúng ta sẽ có một cái ví dụ về cái phép đo gián tiếp sau đây. Cái này thì các bạn không cần phải ghi vào, các bạn cùng ngồi theo dõi thôi. Rồi, các bạn chú ý này. Ví dụ như chúng ta muốn đo tốc độ chuyển động của một chiếc xe đồ chơi thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Và giả sử là chúng ta sẽ không có cái thiết bị để đo tốc độ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đo tốc độ của xe thông qua hai đại lượng, đó chính là quãng đường và là thời gian. Và ở cấp 2 chúng ta đã có một công thức tính tốc độ rồi. Các em chú ý là tốc độ thì được tính bằng quãng đường chia cho thời gian, đúng không? Tốc độ trung bình thì bằng quãng đường chia thời gian. Vậy chúng ta tiến hành đo như thế nào thì các bạn cùng chú ý một tí xíu này. Chúng ta sẽ có các cái bước làm sau đây. Bước 1 là chọn vạch xuất phát làm mốc cho ô tô bắt đầu chuyển động. Bước thứ hai, chúng ta sẽ dùng đồng hồ để xác định thời gian từ lúc ô tô bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại. Thì đó là cái để chúng ta đo thời gian đấy, đúng không? Và bước thứ ba của chúng ta là dùng thước để đo quãng đường. Rồi, bạn chú ý này, dùng thước để đo quãng đường từ vạch xuất phát đến điểm mà ô tô dừng lại. Đó, vậy rõ ràng là tốc độ của ô tô sẽ được tính toán thông qua hai đại lượng được đo trực tiếp, đó chính là quãng đường. Chúng ta muốn đo quãng đường chúng ta dùng một cây thước. Và chúng ta muốn đo thời gian thì chúng ta dùng một cái đồng hồ. Thì cái phép đo chúng ta vừa nêu trên đó chính là một phép đo gián tiếp. Đo đại lượng thông qua các đại lượng trực tiếp thì người ta gọi đó là phép đo gián tiếp. Được chưa nhỉ các bạn ơi?
Chúng ta có gạch đầu dòng tiếp theo. Trong hệ SI quy định có 7 đơn vị đo cơ bản. Các em hiểu cách đơn giản là đơn vị trong hệ SI là đơn vị chuẩn của các đại lượng vật lý nhé. Được chưa? Thì đầu tiên chúng ta có đơn vị độ dài là mét và được ký hiệu là chữ M. Đơn vị thời gian là giây và được ký hiệu là chữ S. Đơn vị khối lượng là kg. Đơn vị nhiệt độ là Kelvin, ký hiệu chữ K. Đơn vị cường độ dòng điện là ampe, ký hiệu là chữ A. Đơn vị cường độ ánh sáng là candela, ký hiệu chữ CD. Và cuối cùng là đơn vị lượng chất, ký hiệu là mol. Cái đơn vị lượng chất này các bạn gặp rất là nhiều trong môn hóa học đúng không? Đó, các em nốt thật nhanh 7 đơn vị đo cơ bản này vào vở. Và các em phải chú ý là cấp 3 rồi chúng ta phải viết bài, thao tác viết bài nó nhanh hơn một tí xíu. Được chưa nhỉ? Các bạn nốt thật nhanh nhé. Đơn vị độ dài là mét, đơn vị thời gian là giây, đơn vị khối lượng là kilogram, đơn vị nhiệt độ là Kelvin, đơn vị cường độ dòng điện là ampe, đơn vị cường độ ánh sáng là candela và đơn vị lượng chất là mol. Thì tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang các cái phần sai số của phép đo vật lý này. Chúng ta vào phần 2 nhỏ là sai số hệ thống hay còn được gọi là sai số dụng cụ. Các bạn hiểu chữ hệ thống tức là cái sai số này nó sẽ được lặp đi lặp lại qua tất cả các cái lần đo. Các bạn chú ý nhé. Và vì sao sai số hệ thống lại được gọi là sai số dụng cụ thì các bạn nhìn hai hình ảnh minh họa sau đây. Chúng ta đo chiều dài của một cây bút chì nhưng chúng ta đo thông qua hai cái thước kẻ khác nhau. Một cái thước kẻ màu xanh thì cho chúng ta cái chiều dài của cái bút chì nó khoảng tầm 5,4 cm. Còn đối với thước kẻ màu hồng thì sẽ cho cái chiều dài của cái cây bút chì này bằng nhiêu bạn ơi? Nó khoảng tầm 5,2 cm. Thì cái sai số như vậy người ta gọi là sai số dụng cụ đo, tức là nó do các cái dụng cụ của chúng ta nó gây ra. Các dụng cụ đo khác nhau thì khi chúng ta đo các đại lượng sẽ cho các cái chỉ số khác nhau một tí xíu. Được chưa nhỉ? Vậy chúng ta hãy cùng nhau ghi gạch đầu dòng đầu tiên này. Là sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo. Sai số hệ thống là sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo. Gạch đầu tiếp theo, sai số hệ thống xuất phát từ. Sai số hệ thống xuất phát từ. Thứ nhất là dụng cụ đo, vì thế người ta gọi là sai số dụng cụ, các bạn nhớ nhé. Sai số hệ thống xuất phát từ dụng cụ đo. Hay chính là xuất phát từ cái độ chia nhỏ nhất của các cái dụng cụ đo. Các em lưu ý là các dụng cụ đo khác nhau thì sẽ có cái độ chia nhỏ nhất trên các dụng cụ là khác nhau. Và độ chia nhỏ nhất là gì? Nó chính là khoảng cách giữa hai vạch gần nhau nhất này. Đây này, bạn thấy không? Chứ kể chúng ta nó có các cái vạch này. Và độ chia nhỏ nhất nó chính là khoảng cách giữa hai cái vạch gần nhau nhất. Các bạn hiểu thế nhá. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được cái sai số hệ thống này? Thì chúng ta lại cùng nhau chuyển sang gạch đầu dòng này. Tiếp theo nhá. Sai số hệ thống có thể hạn chế bằng cách. Sai số hệ thống có thể hạn chế bằng cách này. Ta chọn dụng cụ đo chính xác có độ chia nhỏ nhất và giới hạn đo phù hợp. Ví dụ như khi các em muốn đo một cây bút chì có chiều dài khoảng tầm 5 cm đến 10 cm thì các em sẽ chọn một cái thước có cái giới hạn đo khoảng tầm 20 cm thôi. Chứ các bạn đừng có chọn một cái thước có giới hạn đo 60 hay 100 cm. Thì đó chính là cái cách chúng ta chọn cái giới hạn đo phù hợp. Hoặc cái thứ hai các bạn nhìn này. Bạn nhìn ở cái cân này thì bạn nhìn nó có cái điều gì nó chưa đúng nhỉ? Bạn thấy là khi chúng ta chưa cân thì bạn thấy cái kim này nó không chỉ vào số 0 mà nó bị lệch về phía bên bên gì đấy, bên trái đây, nhìn này, nhìn kỹ nhá. Thì rõ ràng là sẽ cho chúng ta cái khối lượng của vật nó nhỏ hơn khối lượng thực của nó. Đó, vậy trước khi chúng ta cân là chúng ta phải hiệu chỉnh cái số chỉ này về đúng cái vạch không này. Thì đó chính là cách để giảm cái sai số hệ thống xuống, được chưa? Vậy chúng ta sẽ ghi tiếp này. Trước khi đo phải hiệu chỉnh lại dụng cụ đo. Trước khi đo phải hiệu chỉnh lại dụng cụ đo. Thì đó chính là sai số hệ thống nhé. Nào, chúng ta chuyển sang phần 3 nhỏ này. 3 nhỏ là sai số.
Sai số ngẫu nhiên. Vậy vì sao lại xảy ra cái sai số ngẫu nhiên này trong khi chúng ta thực hành thí nghiệm nhỉ? Thì bây giờ để giải thích nguyên nhân vì sao xảy ra thì các bạn cùng theo dõi hai hình ảnh minh họa sau đây. Cùng một cây bút chì và cùng một cái thước, nhưng chúng ta sẽ làm thí nghiệm và chúng ta nhìn cái chiều dài của cái bút chì theo hai hướng sau đây. Hướng đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn từ phải sang, và bạn thấy là trong tình huống này thì cây bút chì chúng ta nó có cái chiều dài nó khoảng bao nhiêu đây? Nó khoảng tầm 6,2 cm. Còn trường hợp thứ hai của chúng ta là ta nhìn cây bút chì từ trái sang, và bạn thấy là khi chúng ta nhìn từ trái sang, bạn thấy là cây bút chì nó gần 7 cm. Vậy các em đã hình dung ra cái sai số ngẫu nhiên là do đâu tạo ra chưa? Đó chính là do các cái thao tác chúng ta làm thí nghiệm không chuẩn. Chúng ta làm thí nghiệm thao tác chúng ta đo đạc bị sai thì nó sẽ xảy ra cái sai số ngẫu nhiên, được không nhỉ? Vậy chúng ta có cách đầu dòng đầu tiên như sau: là sai số xuất phát từ sai sót phẩy phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài. Các em chú ý nhá, nó khác so với sai số hệ thống đấy. Là sai số xuất hiện từ sai sót phẩy phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố bên ngoài tạo ra. Gieo tiếp theo, sai số ngẫu nhiên có nguyên nhân không rõ ràng dẫn đến sự phân tán trong các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình. Các em phải chú ý nhá. Đã gọi là ngẫu nhiên thì nó sẽ không có nguyên nhân rõ ràng làm cả, được chưa các bạn? Sai số ngẫu nhiên có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình. Vậy để hạn chế sai số ngẫu nhiên thì ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau gạch đầu dòng tiếp theo này. Sai số ngẫu nhiên có thể hạn chế bằng cách thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự phân tán của số liệu đo. Các em chú ý nhá. Sai số ngẫu nhiên có thể hạn chế bằng cách thực hiện phép đo nhiều lần này và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự phân tán của số liệu đo. Thì đó là cái phần sai số ngẫu nhiên nhá, các bạn chú ý vào. Chúng ta chuyển sang phần 4 nhỏ là biểu diễn kết quả đo. 4 nhỏ, biểu diễn kết quả đo. Gạch đầu dòng đầu tiên, cách ghi kết quả đo của đại lượng A. Và các em chú ý là sau khi chúng ta thí nghiệm vật lý, chúng ta đo đạc thì chúng ta có cái kết quả của đại lượng A được biểu diễn như sau: A bằng A ngang cộng trừ delta A. Đây là cách biểu diễn đầu tiên. Hoặc cách biểu diễn thứ hai như sau: A bằng A ngang cộng hoặc trừ sigma của A. Và cái sigma của A này sẽ có đơn vị là phần trăm, thường sẽ để đơn vị là phần trăm. Vậy A ngang delta A, sigma của A có tên gọi là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau ghi này. Các em phải chú ý nhé. Đây là hai cách biểu diễn kết quả đo của một đại lượng. A bằng A ngang cộng trừ delta A hoặc A bằng A ngang cộng trừ sigma của A. Trong đó A ngang gọi là giá trị trung bình của A. A ngang là giá trị trung bình của A. Delta A là sai số tuyệt đối của A. Delta A là sai số tuyệt đối của A. Còn cái sigma của A chúng ta định nghĩa nó chính là tỷ số giữa, đây này, nhìn này, sigma của A là tỷ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của A, thì người ta gọi đó là sai số tỷ đối, hay một số tài liệu gọi là sai số tương đối. Các bạn chú ý nhá, sigma của A thì bằng delta A các bạn chia cho A ngang, gọi là sai số tỷ đối của A. Vậy cái giá trị thực của đại lượng A thì nó sẽ nằm trong khoảng từ đâu đến đâu? Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích vì sao trong cái kết quả đo lại có dấu cộng và dấu trừ ở đây. Nó có lý do cả mà, đúng không? Nào, chúng ta sẽ có cái gạch đầu dòng tiếp theo, một cái chú ý khá quan trọng này. Một cái nốt này. Gọi A0 là giá trị đúng của A thì ta luôn có. Gọi A0 là giá trị đúng của A thì ta luôn có này. Cái giá trị của A0 này nó sẽ nằm ở trong đoạn từ A ngang trừ delta A đến A ngang cộng delta A.
Tức là giá trị thực sẽ nằm ở trong đoạn từ giá trị trung bình trừ đi sai số tuyệt đối đến giá trị trung bình cộng với cả sai số tuyệt đối. Các bạn phải lưu điều này vào nhá, thì chúng ta còn chọn được đáp án đúng, không nhỉ? Và cái tiếp theo là một cái cách đo càng chính xác khi cái sai số tỷ đối của phép đo đó càng nhỏ, càng nhỏ. Các em chú ý nhá. Cái tiếp theo này, sai số tỷ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác. Sai số tỷ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác. Thì chúng ta vừa mới viết cái biểu diễn kết quả đo, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành các bước để đo trực tiếp, để đo gián tiếp một đại lượng nó như thế nào, được không nhỉ? Nào, chúng ta sẽ vào phần A nhỏ, tính toán trong phép đo trực tiếp. Nó đây nó sẽ là phần liên quan đến dạng bài tập nhé, các bạn chú ý này. A nhỏ là tính toán trong phép đo trực tiếp. Bây giờ các bạn sẽ chia quyển vở của các bạn thành ba cột cho thầy nhá. Cột đầu tiên nhỏ nhất, hai cột còn lại các bạn sẽ chia bằng nhau. Thì bây giờ các bạn muốn kết quả đo của chúng ta nó chính xác nhất thì chúng ta phải thực hiện đo nhiều lần và thường sẽ là 5 lần đo tất cả, các anh chú ý nhá. Thế giả sử là lần đo thứ nhất chúng ta sẽ đo được đại lượng A có kết quả là A1. Lần đo thứ hai sẽ có kết quả là A2. Lần đo thứ ba sẽ có kết quả là A3. Và lần đo thứ N sẽ có kết quả là AN. Vậy cái giá trị trung bình của đại lượng A thì chúng ta đem tất cả các cái thằng giá trị này cộng lại với nhau rồi chúng ta sẽ chia cho số lần đo. Ví dụ chúng ta đo 5 lần, chúng ta cộng 5 giá trị đó vào rồi chúng ta chia 5, đúng không nhỉ? Thì đó chúng ta sẽ có cái bước là tính giá trị trung bình như sau này. Các bạn chú ý nhá, giá trị trung bình của A chúng ta sẽ viết như sau: A ngang bằng A1 cộng A2 cộng chấm 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 cộng AN. Sau đó các bạn chia cho số lần đo là chia cho N. Đấy, các bạn chú ý vào. Các bạn có thể trình bày cái bảng nó như thế này để cho quyển vở nó đẹp hơn, đúng không? Các bạn nốt thật nhanh giúp thầy nhé. Còn cái delta A này nó chính là cái sai số tuyệt đối. Và chúng ta sẽ tính sai số tuyệt đối của từng lần đo một. Vậy để tính sai số tuyệt đối của lần đo thứ nhất thì chúng ta sẽ lấy trị tuyệt đối của thằng A1 này, ta trừ đi cái thằng A ngang và ta sẽ có như sau: delta A1 bằng trị tuyệt đối của A1 trừ đi A ngang. Hay các em có thể hiểu đơn giản là để tính sai số tuyệt đối của lần đo thứ nhất thì chúng ta sẽ lấy giá trị của lần đo thứ nhất, ta trừ đi giá trị trung bình. Và tương tự chúng ta có sai số tuyệt đối của lần đo thứ hai, lần đo thứ ba và lần đo thứ n. Các bạn nốt khẩn trương nhé. Delta A2 bằng trị tuyệt đối của A2 trừ A ngang. Delta A3 bằng trị tuyệt đối của A3 trừ đi A ngang. Và sau khi chúng ta đã tính sai số tuyệt đối của mỗi lần đo rồi, chúng ta sẽ tiến hành thao tác tiếp theo như sau. Các bạn có cách làm tiếp theo này. Sai số tuyệt đối trung bình. Sai số tuyệt đối trung bình, các em đã hiểu đơn giản là chúng ta cộng tất cả các sai số tuyệt đối của mỗi lần đo vào, sau đó ta chia cho giá trị trung bình là xong, đúng không? Vậy ta có như sau này. Delta A ngang bằng delta A1 cộng delta A2 cộng chấm 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 cộng delta AN và các em chia cho N. Thì đó chính là cách tính sai số tuyệt đối trung bình. Tiếp theo là sai số tuyệt đối của phép đo thì ta làm như thế nào? Thì chúng ta có cách đầu dòng tiếp theo như sau. Sai số tuyệt đối của phép đo. Sai số tuyệt đối của phép đo. Chúng ta có là delta A bằng delta A ngang cộng với cả delta ADC. Thì cái delta ADC này người ta gọi là sai số dụng cụ. Các em chú ý nhé. Delta A thì được tính bằng delta A ngang cộng với cả sai số dụng cụ, sai số dụng cụ. Nếu chúng ta viết thành một câu thì ta có biểu ta gói như sau này: sai số tuyệt đối của phép đo bằng sai số tuyệt đối trung bình cộng với cả sai số dụng cụ, đúng không? Vậy sai số dụng cụ là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau ghi tiếp này. Các em chú ý này, cái dòng tiếp theo nhé. Ta thường lấy sai số dụng cụ bằng một nửa vạch chia nhỏ nhất của dụng cụ đó.
Bạn chú ý nhá, vạch chia nhỏ nhất chúng ta đề cập rồi, nó là khoảng cách giữa hai cái vạch gần nhau nhất trên dụng cụ đo, đúng không nhỉ? Ta thường lấy sai số dụng cụ bằng một nửa vạch chia nhỏ nhất của dụng cụ. Đây, chúng ta có ví dụ đơn minh họa này, các bạn nhìn lên slide nhé, giúp thầy này. Ví dụ nhá, bạn nhìn này, từ đây đến đây là một, đúng không? 1 cm. Vậy rõ ràng là cái vạch chia nhỏ nhất của chúng ta nó sẽ là 0,5 này. Từ đây đây là không, nhìn này, từ đây đến đây nó là 0,5 này. Đúng chưa? Vậy ở đây cái sai số dụng cụ chúng ta sẽ lấy bằng một nửa của 0,5, tức là bằng 0,25 cm. Còn đối với cái thước kẻ thứ hai, các bạn nhìn này, các bạn nhìn rất rõ này, từ đây đến đây là 1 cm, và trong này nó có bao nhiêu vạch các bạn nhỉ? Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, 10 này. Vậy rõ ràng là cái vạch chia nhỏ nhất của chúng ta nó sẽ là 0,1 cm. Vậy cái sai số dụng cụ chúng ta sẽ lấy là 0, bao nhiêu đây? 0,1, các bạn chia đôi ra đúng không? Thì sẽ là bằng 0,05 cm. Đó, ta hiểu đơn giản nhá. Vậy cái sai số dụng cụ bạn nhớ là chúng ta sẽ lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đó. Được không nhỉ? Tiếp theo này. À, chúng ta chuyển phần B nhỏ là tính toán trong phép đo gián tiếp. B nhỏ là tính toán trong phép đo gián tiếp, và chúng ta sẽ có 3 quy ước sau đây để thực hiện một cái phép đo gián tiếp như sau này. Các bạn chú ý nhá, tập trung này. Quy tắc 1, đại lượng A được tính như thế nào thì giá trị trung bình của nó được tính y hệt như thế luôn. Các bạn nhớ quy tắc này nhá. Quy tắc 1 này, đại lượng A được tính như thế nào thì giá trị trung bình của nó được tính y hệt như thế. Ví dụ như đại lượng A của chúng ta được tính thông qua 3 đại lượng như sau: B, C và D, và chúng ta có biểu thức là A bằng B cộng C và trừ đi D, thì giá trị trung bình của A cũng được tính bằng B ngang cộng C ngang và trừ đi D ngang. Được chưa? Hay như sau: đại lượng A được tính bằng B nhân C ngũ N chia cho D ngũ M, thì A ngang cũng được tính y hệt như thế. Ta có này, A ngang được tính bằng B ngang nhân với cả C ngang ngũ N chia cho D ngang ngũ M. Đấy, các bạn chú ý điều này vào nhá. Đó là quy tắc đầu tiên. A được tính như thế nào thì giá trị trung bình của nó được tính y hệt như thế luôn. Quy tắc thứ hai, sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu thì bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng. Các bạn chú ý nhá. Quy tắc thứ hai, sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu thì bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng. Ví dụ như đại lượng A được tính bằng B cộng C và trừ đi D, thì sai số tuyệt đối của A, ký hiệu là delta A, thì bằng delta B cộng delta C cộng delta D. Các bạn phải chú ý cái quy tắc này nhé, để bạn còn thực hành phép đo gián tiếp nhé. Đại lượng A được tính bằng B cộng C trừ D, thì ta có sai số tuyệt đối của A bằng sai số tuyệt đối của B cộng sai số tuyệt đối của C và cộng với cả sai số tuyệt đối của D. Đó là quy tắc thứ hai. Quy tắc thứ ba, sai số tỷ đối của một tích hay một thương thì bằng tổng các sai số tỷ đối của các số hạng. Sai số tỷ đối chúng ta ký hiệu là chữ sigma đấy, các bạn chú ý vào nhá. Quy tắc thứ ba, sai số tỷ đối của một tích hay một thương thì bằng tổng các sai số tỷ đối của các số hạng. Ví dụ như đại lượng A được tính bằng B nhân C ngũ N chia cho D ngũ M, thì ta có sai số tỷ đối của A này, ta có này, sigma của A thì bằng sigma của B cộng với cả N nhân sigma của C và cộng với cả M nhân sigma của D. Vì các bạn chú ý là đây là C ngũ N. Đó, chú ý vào nhá. Các bạn lưu ý vào. Và dưới này là D ngũ M này, thì các bạn lưu ý là sigma của A. Được chưa? Tức là sai số tỷ đối của A thì bằng sai số tỷ đối của B cộng N nhân sai số tỷ đối của C và cộng với cả M nhân sai số tỷ đối của D. Và ở phần lý thuyết chúng ta có rồi, sai số tỷ đối thì được tính bằng tỷ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của nó. Và ta có một biểu thức tiếp theo sau đây. Delta A chia A ngang
thì bằng delta B chia B ngang cộng với cả N nhân delta C chia C ngang và cộng với cả M nhân delta D chia D ngang. Thì đó là quy tắc thứ ba của chúng ta. Các em phải nhớ ba quy tắc này thì các bạn mới tính toán được trong phép đo gián tiếp. Gián tiếp là một phép đo khó hơn đấy nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang nội dung lý thuyết cuối cùng, đó chính là phần năm nhỏ các chữ số có nghĩa, và thầy sẽ ký hiệu chữ số có nghĩa là C, S, C, N. Và để xác định xem trong bộ dãy số có bao nhiêu chữ số có nghĩa thì các bạn cần phải nhớ cho thầy hai nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc số 1 của chúng ta này là gì? Số chữ số có nghĩa là tất cả các con số tính từ trái sang phải kể từ số khác không đầu tiên. Đấy, các bạn nhớ những cái điểm nhấn là cái chữ màu vàng trên slide của thầy nhé. Thì nguyên tắc số 1 này là nguyên tắc chúng ta dùng khá là nhiều luôn. Các bạn ghi thật cẩn thận thầy. Nào, thì đọc lại này. Nguyên tắc số 1 là gì? Số chữ số có nghĩa là tất cả các con số tính từ trái sang phải kể từ số khác không đầu tiên. Để các bạn hiểu hơn về nguyên tắc số 1 và áp dụng như thế nào thì bây giờ thầy sẽ có một số các cái ví dụ sau đây. Các bạn nhớ là phải ghi các cái ví dụ này vào vở nhé. À, ví dụ như 0,1. Vậy trong cái số 0,1 này của chúng ta có bao nhiêu chữ số có nghĩa nhỉ? À, các bạn nghe thầy phân tích một chút này. À, để nhau một chút nhá. 0,1. Được chưa? Thì các bạn nhớ này, tính từ trái sang phải. Được chưa? Số khác không đầu tiên là số 1. Đó. Vậy chúng ta bắt đầu tính số có nghĩa từ số 1 này. Được chưa? Vậy ở đây nó chỉ có duy nhất một số có nghĩa thôi. Đó chính là số 1. Đấy. Các bạn lưu ý nhá. Tính từ trái sang phải kể từ số khác không đầu tiên, thì số khác không đầu tiên là số này đó, kể từ số này tất cả các chữ số đều là chữ số có nghĩa. Được chưa? Thì số 0,1 của chúng ta có một chữ số có nghĩa, các bạn lưu ý vào. Tiếp theo, số 0,0025 có bao nhiêu chữ số có nghĩa? Để cho các bạn thời gian suy nghĩ khoảng tầm 10 giây nhé, xem bạn nào hiểu được nhất số 1 là gì này. Nào, có bao nhiêu chữ số có nghĩa nhỉ? Các bạn ơi, các bạn nghe thì phân tích tiếp này. Chúng ta tính từ trái sang phải. Số khác không đầu tiên là số 2. Vậy kể từ số 2 tính sang bên phải thì tất cả đều là chữ số có nghĩa. Vậy chúng ta sẽ có hai chữ số có nghĩa là số 2 và số 5. Được chưa? Đấy, các bạn chú ý vào. Nào, thì quay lại slide này. Có hai chữ số có nghĩa. Được chưa? Nào, tiếp theo này. Khi các bạn đã hiểu nguyên tắc số 1 rồi thì bạn làm những bài tập này nó rất là nhanh. Còn các bạn không hiểu nguyên tắc thì bạn làm nó kiểu mơ hồ ấy, nửa đúng nửa sai ấy. Các bạn chú ý cho thầy nhá. 196. Nào, trong số 196 có bao nhiêu chữ số có nghĩa nào? Nào, bao nhiêu số các bạn ơi? Nào, bao nhiêu số nhỉ? Rồi, các bạn chú ý này. Lại tính từ trái ra phải. Số khác không đầu tiên là số 1 rồi. Vậy tất cả những số phía sau số 1 đều là số nghĩa hết. Vậy chúng ta sẽ có 3 chữ số có nghĩa luôn. Đấy, được chưa? Vậy thầy có bao nhiêu đây? Có 3 chữ số có nghĩa. Dễ mà đúng không? Nào tiếp theo, số 231,8 có bao nhiêu chữ số có nghĩa nhỉ các bạn ơi? Nào, bao nhiêu số nhỉ? Đấy, lại nhìn thầy làm này. Tính từ trái sang phải, số khác không đầu tiên là số 2, đúng không? Vậy tất cả những số kể từ số 2 đổ về sau đều là số có nghĩa hết. Vậy chúng ta có 4 chữ số có nghĩa tất cả, được chưa? Có 4 chữ số có nghĩa. Tiếp theo, 1,1001 có bao nhiêu chữ số có nghĩa các bạn ơi? Nào, suy nghĩ đi. Không khó nhá. Cứ đúng nguyên tắc là ra ngay. Đây, ví dụ nhá, tính từ trái sang phải. Số khác không đầu tiên là số 1. Vậy tất cả những số phía sau số 1 đều là số nghĩa hết. Vậy chúng ta có 2, 3, này, 4, này, 5 chữ số có nghĩa hết. Đó, vậy cái này chúng ta có 5 chữ số có nghĩa. Hiểu không? Đây, có 5 chữ số có nghĩa. Đấy, các bạn lưu ý vào giúp thầy nhé, được chưa nhỉ? Thì đó chính là cái nguyên tắc số 1 của chúng ta, đúng không? Nào, bên cạnh đó chúng ta còn có cái nguyên tắc số 2 như sau. Nguyên tắc 2 này, lũy thừa không tham gia vào quá trình xét chữ số có nghĩa. Lũy thừa tức là gì? Ví dụ như 10 ngũ 2, 10 ngũ trừ 3, 10 ngũ trừ 4, 10 ngũ 5, người ta gọi là lũy thừa. Thì các em lưu ý cho thầy là lũy thừa không tham gia vào cái quá trình mà chúng ta xét chữ số có nghĩa. Các bạn nhớ hộ thầy điều đó vào, được chưa? Vậy để các bạn hiểu hơn về nguyên tắc số 2 thì thầy lại đưa ra một số các cái ví dụ sau đây.
Ví dụ như thầy có số 15,01 nhân 10 mũ 2. Vậy trong dãy số này của chúng ta có bao nhiêu chữ số có nghĩa? Nào các bạn lại nghe thầy phân tích này. Có bao nhiêu chữ số có nghĩa đây? Các bạn tập trung nhá. Thì theo nguyên tắc số 2 của chúng ta thì chúng ta không xét con số 10 mũ 2 này. Đúng chưa? Vậy giờ chúng ta khi xét chữ số có nghĩa chúng ta bỏ qua này. Tức là các em chỉ xét cho thầy cái số 15,01 thôi. Đấy. Vậy cái số 15,01 này của chúng ta lại theo nguyên tắc số 1. Được chưa? Tính từ trái ra phải, kể từ số khác không đầu tiên là số 1. Thì tất cả những chữ số bên phải nó đều là số có nghĩa hết. Vậy trong cái dãy số này chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 chữ số có nghĩa. Được chưa? Đấy, lưu ý vào. Chúng ta không cần xét số lũy thừa, bỏ cái này đi. Và tính cái này thôi. Được chưa? Đấy, bạn hiểu ở đây không? Thì giờ thầy sẽ có hai cái này là có 4 chữ số có nghĩa. Ví dụ tiếp theo là 0,1501 nhân 10 mũ 4. À, thầy sẽ cho các bạn 10 phút, à 10 giây suy nghĩ nhá. Xem cái dãy số này của chúng ta có bao nhiêu chữ số có nghĩa nào. 0,1501. À, có bao nhiêu chữ số có nghĩa nhỉ? Thì các bạn lưu ý thầy này, chúng ta sẽ không xét con số 10 của 4 đúng không? Bỏ qua. Và chúng ta chỉ xét số này thôi. Đó, vậy tính từ trái sang phải, số khác không đầu tiên là số 1. Vậy tất cả những cái số bên phải số 1 đều là số có nghĩa hết. Vậy đây chúng ta sẽ có 4 chữ số có nghĩa. Được chưa? Đấy, đi vào 1501. Đấy, nhớ nhá. Có 4 chữ số có nghĩa. Đấy, gọi lưu ý thầy nhá. Các bạn đã hình dung ra các cái nguyên tắc để chúng ta xác định chữ số có nghĩa là gì chưa? Có hai nguyên tắc. Nguyên tắc số 1 là gì? Tính từ trái sang phải. Kể từ số khác không đầu tiên thì tất cả con số bên phải nó đều là số có nghĩa hết. Nguyên tắc số 2 là gì? Lũy thừa không tham gia vào quá trình chúng ta xét chữ số có nghĩa. Đấy, các bạn chú ý cho thầy hai nguyên tắc đó thì các bạn sẽ làm ra kết quả nhanh hơn, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ vào các ví dụ về bài toán sai số phép đo trong vật lý này. Chúng ta vào luôn câu 1. Phép đo thời gian đi hết quãng đường S cho ta giá trị trung bình là 2,2458 một giây khi cái này sẽ là t ngang, được chưa các bạn? 2,2458 một giây. Phẩy này. Với sai số phép đo được tính là delta t bằng 0,00256 giây thì cái này chính là sai số tuyệt đối của phép đo, được chưa bạn? Delta t này. Chấm. Hãy viết kết quả đo, viết kết quả của phép đo. Trong các trường hợp sau, câu A là delta t lấy một chữ số có nghĩa. Delta t lấy một chữ số có nghĩa. Nào, vậy chúng ta sẽ làm câu này như thế nào thì các bạn tập trung nhé, để thầy sẽ làm mẫu cho bạn câu A, sau đó sẽ cho các bạn thời gian làm câu B, câu C sau nhé. Thì các em phải lưu ý là cái cách viết kết quả đo như thế nào. Rồi, các bạn chú ý nhé, thì đầu chúng ta có một cái vấn đề như sau này. Cách ghi kết quả đo. Kết quả đo. Chúng ta đo thời gian đúng không? Thì T này sau khi chúng ta tính toán sẽ có là T ngang, đúng chưa? Cộng hoặc trừ delta t. Đó, thì đây chính là cái cách ghi kết quả đo của thời gian. Và bài toán này người ta cho các bạn hết các cái số liệu rồi, nhưng bây giờ nó sẽ liên quan tới cái phần chữ số có nghĩa thì các em sẽ xử lý nó như thế nào. Vậy các bạn nhìn một tí xíu này, ở đây người ta cho các bạn là thằng t ngang như thế này rồi. Được chưa? Thằng delta t như này rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn để cái kết quả đo nó thỏa mãn điều kiện là cái thằng delta t này chúng ta phải lấy một chữ số có nghĩa. Đó, vậy cái chữ số có nghĩa này như thế nào thì các bạn lưu ý là nhìn này đây nhá, nhìn thằng delta t này. Thế này này, 0 0 0 này thì ba số 0 này không phải là số có nghĩa. Vậy bắt đầu từ cái số 2 này sẽ là một số có nghĩa. Mà đề bài bảo chúng ta lấy delta t với một chữ số nghĩa, tức là chúng ta sẽ lấy đến con số 2 này. Được chưa? Nhưng các bạn nhìn này, nếu chúng ta lấy đến con số 2 0,002 như này thì lại không chính xác. Vì sao này? Sau con số 2 này là một số 5 nên theo quy tắc làm tròn, nếu chúng ta lấy đến số 2 này chúng ta phải làm tròn lên 3. Các bạn chú ý nhá. Vậy ở đây khi đề bài cho delta t lấy một chữ số có nghĩa thì cái delta t này chúng ta sẽ lấy sau 0,003. Đó, chúng ta lấy đến cái số 2 này. Nhưng đằng sau số 2 nó là số 5 nên chúng ta phải làm tròn lên là 3. Đó là nguyên tắc để chúng ta có được cái hàng delta t là một chữ số có nghĩa. Các bạn chú ý nhá. Phải nhớ cái nguyên tắc về số nghĩa là ba cái số 0 đầu tiên này nó không phải là số có nghĩa. Vậy số có nghĩa đầu tiên nó là số 1, à là số 2 này. Được chưa? Vậy ta phải lấy đề số này, nhưng đằng sau nó là số 5 nên phải làm tròn 2 lên là 3. Các em phải hiểu nhá. Vậy ta có này. Đó, delta t của chúng ta sẽ lấy là 0,003 giây.
Được chưa? Vậy bây giờ thằng T ngang chúng ta lấy như thế nào thì các bạn phải lưu ý giúp thầy một câu như sau. Ở sau cái phần thập phân của delta T có bao nhiêu số thì chúng ta cũng phải lấy thằng phần thập phân của T ngang có bấy nhiêu số. Ví dụ trong trường hợp này thì cái phần thập phân của delta T đang là 3 số thì cái phần thập phân của T ngang cũng sẽ phải lấy 3 số sau dấu thập phân. Đó là nguyên tắc chúng ta lấy, được chưa? Các bạn nhìn này. 1 2 3. Vậy chúng ta lấy đến số 5 này, nhưng các bạn lưu ý là đằng sau số 5 này là con số 8 nên các bạn phải làm tròn 5 lên thành 6, đó là nguyên tắc làm tròn. Và chúng ta sẽ có cái thằng T ngang như sau. T ngang này bằng này 2,24, được chưa? 2,246. Đó, dây. Đấy các bạn chú ý này. Sau dấu phân có 3 số thì sau số dấu phân cũng phải có 3 số, đó là nguyên tắc để chúng ta viết kết quả đo. Các bạn cần phải lưu ý thật kỹ vào nhá. Vậy từ đó chúng ta lại có từ hai cái này này, chúng ta lại có cái kết quả đo như sau. T của chúng ta sẽ bằng 2,246 cộng trừ 0,003 giây. Đây chính là kết quả của câu A. Đấy, các bạn có hiểu không? Ok chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu B nhé. Câu B thì đề bài lại yêu cầu chúng ta là cái sai số tuyệt đối chúng ta sẽ lấy hai chữ số có nghĩa. Nào, các bạn chú ý này. Câu B là delta T lấy hai chữ số có nghĩa. Nào, các em bắt đầu suy nghĩ nhé và làm này. Đó, lấy hai chữ số có nghĩa. Thế ra làm câu này của chúng ta sẽ là 45 giây thôi nhé, vì nó gần như rất là giống cái câu A thôi. Nào, các bạn bắt đầu suy nghĩ giúp thầy nhé. Nào các bạn ơi, các bạn đã ra kết quả của câu B chưa? Nào chúng ta cùng nhau gỡ luôn câu B nhé. Vậy ta có này, ta có. Nào, delta T của chúng ta sẽ lấy hai chữ số có nghĩa đúng không? Vậy chúng ta nhìn phân tích delta T này. Không có nghĩa này, không này, không có nghĩa này. Được chưa? Vậy bắt đầu một chữ số có nghĩa, hai chữ số có nghĩa, vậy chúng ta sẽ lấy đến con số 5 này. Được chưa bạn? Nhưng các bạn lưu ý một tí giúp thầy này, sau số 5 là số 6 nên khi các bạn lấy đến số 5 này bạn phải làm tròn nó lên là 6 theo nguyên tắc làm tròn đúng không? Vậy ta có ngay delta T sẽ viết là sau 0,00, được chưa? 26 giây. Đó, thì rõ ràng là thằng này có hai chữ số có nghĩa là số 2 và số 6. Được chưa? Còn ba số 0 đầu tiên này là ba chữ số không có nghĩa đâu nhá. Các bạn chú ý vào vì chúng ta học trong phần lý thuyết rồi, đúng không? Đó. Vậy bây giờ sau dấu thập phân của DAT có 4 chữ số thì sau dấu thập phân của T ngang cũng phải có 4 chữ số. Vậy ta có ngay T ngang bằng. Nào các bạn chú ý này, chúng ta lấy này. 1, 2, 3, 4. Chúng ta lấy đến con số 8 này. Và các bạn nhìn này, sau số 8 ở đây nó là số 1 nên khi chúng ta lấy đến số 8 chúng ta không phải làm tròn lên 9 vì nó là số 1 đằng sau đúng không? Đó. Vậy chúng ta có T ngang như sau. 2,2458 giây. Và từ hai cái này chúng ta lại có ngay kết quả đo thời gian T bằng 2,2458. Các em cộng trừ 0,0026 giây. Đây chính là kết quả của câu B. Được chưa? Nào, tiếp tục này, câu C này. Câu C của chúng ta thì đề bài yêu cầu là delta T sẽ lấy 3 chữ số có nghĩa. Nào, delta T sẽ lấy 3 chữ số có nghĩa. Nào, các bạn suy nghĩ một tí nhé, xem câu này kết quả là gì này.
Câu này không khó đúng không bạn ơi? Nào, vậy các bạn chú ý là delta t chúng ta lấy ba chữ số có nghĩa, tức là sao bạn nhìn delta t trên ở đây thì bắt đầu một số nghĩa, hai số nghĩa, ba số nghĩa, vậy chúng ta lấy toàn bộ cả này luôn đó. Và rõ ràng thằng này chúng ta sau số được phân là có tổng cộng là 5 số, thì rõ ràng thằng t ngang là chúng ta sẽ lấy cả cái này luôn đó, hiểu vấn đề không? Vậy chúng ta hoàn thành xong ngay câu C đấy, không khó tí nào. Nhưng các bạn hiểu nguyên tắc của số có nghĩa là gì được chưa? Vậy chúng ta viết luôn này. Rồi ta có này, chờ t của chúng ta này sẽ viết như sau, các bạn chú ý nhá, t chúng ta sẽ viết như sau này, hai phẩy, ta viết hết ra thôi, 2,24581 được chưa nhỉ, cộng trừ với cả delta t là 0,00256, 0,00256 đó. Thì bạn nhìn con số này nó có ba chữ số có nghĩa là số 2, số 5 và số 6, được chưa? Thì đó chính là cái ví dụ một của chúng ta. Nào kép ơi, kép có hiểu không? Để chúng ta chuyển tiếp sang ví dụ 2 nhé. Ví dụ 2 nó sẽ khó hơn một tí này. Ví dụ 2. Nào, các bạn cùng nốt lại đề bài ví dụ 2 giúp thầy này. Chúng ta sẽ vào ngay câu thứ hai. Giả sử chiều dài của hai đoạn thẳng có giá trị đo lần lượt là đoạn thẳng A là 51 cộng trừ 1 cm và đoạn thẳng B là 49 cộng trừ 1 cm. Chấm, trong các đại lượng được tính theo các cách sau đây, đại lượng nào có sai số tỉ đối lớn nhất? Đại lượng nào có sai số tỉ đối lớn nhất? Đó, và đề bài đang cho chúng ta bốn đáp án. Đại lượng đầu tiên được tính bằng A cộng B. Đại lượng thứ hai được tính bằng A trừ B. Đại lượng thứ ba được tính bằng C, bằng A nhân B. Và đại lượng thứ tư được tính bằng A chia B. Và trong bốn đại lượng này thì đề bài hỏi là đại lượng nào có sai số tỉ đối lớn nhất? Câu này nó sẽ khó hơn một tí xíu nhé, các bạn suy nghĩ một tí này. Là cái sai số tỉ đối các bạn tính như nào, các bạn còn nhớ không nhỉ? Là các bạn còn nhớ cái sai số tỉ đối là gì không? Sai số tỉ đối. Ví dụ chúng ta xét của đại lượng A đi, của đại lượng A. Sai số tỉ đối cái ký hiệu này là sigma này của A này, đúng không? Thì nó bằng tỉ số giữa sai số tuyệt đối của A và cái giá trị trung bình của đại lượng A. Đó, sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo của chúng ta nó càng chính xác, đúng không nhỉ? Đó là cái nhắc lại lý thuyết cho các bạn một tí xíu này. Bây giờ để dành thời gian để cho các em suy nghĩ xem câu này chúng ta làm như thế nào. Đó, thì các bạn thấy là ở cái đáp án A này chúng ta cái đại lượng chúng ta được biểu diễn bằng tổng và hiệu. Còn đáp án C và D này thì đại lượng chúng ta được biểu diễn bằng tích và thương. Đó, vậy cái này chúng ta cũng có cái quy tắc để chúng ta tính rồi. Nào bắt đầu suy nghĩ nhá, câu này khoảng thời gian là 1 phút hơn một tí nhá. Nào các bạn bắt đầu suy nghĩ này. Nào các bạn ơi, các bạn đã xử lý xong cái câu 2 chưa? Nào, đại lượng nào của chúng ta là có sai số tỉ đối lớn nhất nhỉ? Vậy các bạn chú ý là chúng ta sẽ cùng nhau gỡ câu này nhá. Thì các bạn lưu ý này, cái đáp án A và đáp án B này thì cái đại lượng được biểu diễn bằng một tổng và một hiệu, thì cái này sẽ làm chung theo một hướng này. Còn đáp án C, đáp án D là đại lượng được biểu diễn bằng một tích và một thương thì chúng ta cũng sẽ làm theo một cái hướng khác. Đó, các bạn chú ý nhá, vậy là cùng nhau nghiên cứu này. Nào, vậy ở cái đáp án A là coi như đại lượng đó là A đi. Và đại lượng A của chúng ta được tính bằng A cộng với cặp B. A cộng với cặp B. Đúng chưa? Vậy câu hỏi đã xử lý như nào?
Vậy ở đây muốn đi tìm được sai số tỷ đối của đại lượng A, chúng ta cần phải đi tìm được cái giá trị trung bình của A và chúng ta cần phải đi tìm được cái sai số tuyệt đối của A. Vậy chúng ta cần phải có hai bước đúng không nào? Vậy chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta đi tìm cái A, giá trị trung bình của A thì nhớ là A tính như nào thì A ngang tính y hệt như thế. Vậy A ngang bằng A nhỏ ngang cộng với cả B nhỏ ngang. Đúng chưa? A nhỏ ngang của chúng ta là 51, B nhỏ ngang của chúng ta là 49. Vậy chúng ta sẽ có cái giá trị trung bình của đại lượng A bằng bao nhiêu đây? 51 các em cộng 49 thì là 100 cm. Sau đó bạn phải nhớ một quy tắc như sau, sai số tuyệt đối của một tổng hay một hiệu thì bằng tổng các sai số của các số hạng trong biểu thức tính nó đúng không? Vậy A của chúng ta A to được tính bằng A nhỏ cộng B nhỏ. Vậy sai số tuyệt đối của A to sẽ được tính bằng sai số tuyệt đối của A nhỏ cộng với cả sai số tuyệt đối của B nhỏ. Đó, vậy ta có ngay 1 cộng 1 là mấy đây? Là 2 cm. Và từ hai cái này chúng ta lại tìm được ngay cái sai số tỷ đối của đại lượng A, đúng không? Vậy là có sigma của A sẽ được tính bằng delta A, các bạn chia A ngang. Đó, các bạn lấy 2, các bạn chia cho 100. Nào, bạn do nhiêu đây? 2 mà chia cho 100 thì chúng ta có 0,02. Và các bạn muốn đổi ra phần trăm thì các bạn nhân thêm 2, nhân thêm 100 là xong đúng không? Thì bạn có ngay nó chính là 2%. 2%. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái sai số tỷ đối ở đáp án A, nó chính là 2%. Sau đó chúng ta sẽ làm tương tự đối với cái đáp án B. Đây các bạn chú ý này. Và chúng ta coi như cái đại lượng ở đáp án B nó là đại lượng B luôn, thì đại lượng B của chúng ta được tính bằng A trừ đi B. Đó, thì chúng ta tính B ngang. B ngang thì được tính bằng A ngang. A ngang các bạn trừ đi B ngang, đúng chưa? Thì các em lấy 51 các em trừ đi 49 thì em có là 2 cm. Sau đó bạn tính tiếp sai số tuyệt đối của B. Bạn nhớ là B được tính bằng A nhỏ trừ B nhỏ thì sai số tuyệt đối của một hiệu cũng bằng tổng các sai số tỷ đối tổng các sai số tuyệt đối thành phần, đúng không? Vậy sai số tuyệt đối của B to bằng sai số tuyệt đối của A nhỏ cộng sai số tuyệt đối của B nhỏ. Đó thì nó vẫn là 1 cộng 1 bằng 2. Ồ, cái này nó có một cái điều đặc biệt sau đây. Từ đó các bạn đi tìm ngay được cái sai số tỷ đối của đại lượng B bằng delta B các em chia cho B ngang. Đúng chưa? Thì cái này bạn ra ngay là 1. 1 tức là 100%. 100% thì chắc chắn nó sẽ phải là thằng lớn nhất rồi, không cần phải tính đến đáp án C và đáp án D nữa. Vì 100% là lớn nhất rồi, không có một cái nào lớn hơn 100%, 100% tuyệt đối rồi. Vậy câu này chắc chắn đáp án của chúng ta là đáp án B. Đó, có hiểu vấn đề không? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm nốt đáp án C và đáp án D nhé. Và vì sao này? Cái đáp án C và đáp án D của chúng ta thì cách xử lý nó sẽ khác hai cặp đáp án A và B. Và các bạn tập trung này. Các bạn nhìn nhá. Thì bây giờ chúng ta có cái đại lượng C của chúng ta này sẽ được tính bằng A nhân B. A nhân B. Và bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bạn nhớ là khi chúng ta một đại lượng của chúng ta được được biểu diễn dưới một dạng tích hoặc một dạng thương thì các bạn phải nhớ quy tắc về sai số tỷ đối của nó. Sai số tỷ đối của một tích hoặc một thương thì sẽ bằng tổng sai số tỷ đối thành phần. Vậy chúng ta có luôn là sai số tỷ đối của C bằng sai số tỷ đối của A nhỏ cộng với cả sai số tỷ đối của B nhỏ. Đó, vậy ta làm này. Sai số tỷ đối của A nhỏ ta thay bằng delta A, các bạn chia cho A ngang. Sai số tỷ đối của B nhỏ bạn thay vào delta B, các bạn chia cho B ngang. Đấy, cách xử lý nó sẽ khác đấy nhá, đúng không? Thì delta A chúng ta có rồi là 1, A ngang là 51 cộng với cả 1 các em chia cho 49, đúng chưa? Nào, các em bấm máy tính giúp thầy xem nó ra bao nhiêu này. 1 chia cho 51 cộng với cả 1 chia cho 49. Đúng chưa? Thì cái này các bạn tìm ra nó sẽ rơi vào 0,04 đúng không? Xấp xỉ 0,04 này. Đó, và bạn muốn đổi ra phần trăm thì bạn nhân thêm 100 vào thôi. Thì nó rơi vào khoảng 4%, 4%. Đó, được chưa? Thì cái đại lượng C gây ra là 4% về cái sai số tỷ đối nhá. Nào, vậy còn đại lượng D thì sao? Bạn chú ý này. Đại lượng D của chúng ta thì được tính bằng A chia B. Đó, nhưng sai số tỷ đối của D cũng bằng tổng sai số tỷ đối của A nhỏ cộng sai số tỷ đối của B nhỏ. Và ở đây rõ ràng bạn thấy nó hoàn toàn giống cái phần C luôn. Đó, và nó cũng bằng 4% luôn. Vì giống nhau mà. Đấy, hai cái này bạn thấy nó rất là giống nhau này. Đây, bạn nhìn này. Đó là chúng ta không phải tính cái đáp án D làm gì cả. Vì chắc chắn nó giống cái đáp án C rồi. Đó, được chưa? Đều là 4% hết. Đấy, các em có hiểu không? Nên các bạn nhớ nhé, một đại lượng được biểu diễn bằng dạng tổng hoặc dạng hiệu chúng ta sẽ xử lý khác. Đây, xử lý theo cách sao đây này, đây chúng ta xử lý như này.
Còn mà đại lượng được biểu diễn theo dạng tích thì chúng ta lại có cách xử lý như thế này. Đấy, cũng phải linh hoạt lên. Được chưa? Thì đó chính là cái câu 2 của chúng ta. Nào các bạn nốt thật nhanh nhé, là chúng ta chuyển sang cái câu 3 này. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang câu 3 này. Câu 3 là một dạng bài tập liên quan tới cái phép đo trực tiếp trong vật lý nhá. Các bạn chú ý này. Câu 3. Chúng ta dùng một thước có độ chia nhỏ nhất là 1 mm để đo quãng đường và một đồng hồ có độ chia nhỏ nhất là 0,01 giây để đo thời gian chuyển động của một chiếc ô tô. Và sau khi chúng ta thực hiện 5 lần đo tất cả, đây, thì chúng ta sẽ có một cái bảng ghi các cái kết quả của mỗi lần đo. Cột này là kết quả của quãng đường. Cột này là kết quả của thời gian. Và các bạn lưu ý là cái bảng gốc của chúng ta trong đề bài ấy, thì nó chỉ có 3 cột như này thôi. Đây, cột nó như này thôi. Đó. Thì chú ý nhé, đây là trong đề bài nó chỉ có như này thôi. Nhưng bây giờ để có thể xử lý được cái câu 3 này thì các bạn kể cái bảng như thầy chia như sau. Chúng ta sẽ có thêm một cột nữa là cột về cái giá trị trung bình. Đó, TB này là trung bình này. Chúng ta có thêm cái cột là cái sai số tuyệt đối của quãng đường ở mỗi lần đo và sai số tuyệt đối của thời gian ở mỗi lần đo. Nên khi bạn gặp những cái bài toán liên quan giống như câu 3 này thì bạn phải chia cái bảng nó theo bố cục này để các bạn nhìn nó đơn giản hơn, nó dễ làm, dàng làm hơn. Được chưa? Còn cái bảng ở trong đề bài gốc ấy nó chỉ có 3 cột như này thôi. Đấy, các em lưu ý nhé, đây là cái bảng trong đề bài gốc này. Được chưa? Nào, bây giờ các bạn sẽ cùng nhau kẻ cái bảng này vào và cùng nhau tính toán câu A này. Câu A là đề bài yêu cầu ta là tính sai số tuyệt đối của phép đo và viết kết quả đo. Ở đây chúng ta đo hai đại lượng là quãng đường và thời gian nên chúng ta phải tính hai đại lượng này luôn. Đấy, các bạn lưu ý vậy nhá. Được chưa? À, các bạn đo suy nghĩ đi nào, xem câu này các bạn làm như nào. Thì các bạn chú ý là cái quãng đường đúng không? Đấy, ta có này. Đó là quãng đường bây giờ thì tính bằng S nha, cộng với trừ delta S. Đó, vậy bây giờ các bạn phải đi tìm cái giá trị trung bình của quãng đường và đi tìm sai số tuyệt đối của quãng đường, đúng không? Và tương tự đối với thời gian thế. T thì bằng T ngang, cộng trừ delta T. Đấy, các bạn lưu ý vào. À, chúng ta hãy suy nghĩ một tí xíu nhé, xem cái câu này các bạn làm như thế nào. Đấy, chúng ta nhớ chúng ta có hai cái việc cần làm. Thứ nhất là các bạn đi tìm cái giá trị trung bình. Thứ hai là bạn phải đi tìm cái gì đây? Cái sai số tuyệt đối. Các bạn lưu ý nhá. Nào, bây giờ các bạn kè cái bảng này vào cẩn thận này. Sau đó chúng ta suy nghĩ một tí, sau đó rồi thầy sẽ chữa cho các bạn câu này nhá, xem chúng ta làm như thế nào này. Nào, các bạn đã xử lý xong cái kết quả đo của quãng đường chưa nhỉ?
Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ thử cái quãng đường xem các bạn làm như thế nào nhé. Nào, các bạn cùng tập trung theo dõi thầy gỡ các bạn một bài toán liên quan tới cái phép đo trực tiếp này. Nào, ta sẽ cùng nhau làm nhé. Nào, đầu tiên bên đây bạn tính S ngang đúng không? Bạn chú ý là bạn tính giá trị trung bình của quãng đường này. Đây, nó rất đơn giản này. Có nghĩa ta xét chữ này, ta xét quãng đường trước. Còn cái thời gian tự rồi, ta xét quãng đường S này. Đầu tiên chúng ta sẽ tính S ngang, được chưa? Và bây giờ các bạn chú ý là để đi tính cái giá trị trung bình của quãng đường, chúng ta sẽ lấy tổng 5 lần cộng lại rồi các bạn chia 5 đúng không? Vậy các bạn lưu ý này. Lần đo thứ nhất chúng ta có là 0,649. Lần đo thứ hai chúng ta có là 0,651. Lần đo thứ ba của chúng ta có là 0,654. Lần đo thứ tư là 0,653. Cộng tiếp 0,650. Đó, bạn cộng cả 5 lần này vào, sau đó bạn để đi tìm giá trị trung bình, bạn chia cho 5 là xong. Chia 5. Và bây giờ bạn cầm máy tính lên bấm giúp thầy xem càng này cộng lại chia 5 ra bao nhiêu. Đó, bấm đi nhá. Nếu các em bấm thì các em nếu em bấm và tính toán chính xác ấy thì các bạn sẽ ra ngay nó là 0, bao nhiêu đây? 0,6514 đúng không? 6514. Đó. Mét. Sao bạn điền luôn đây này. Đây chúng ta có là 0,654 này. 0,6514. Được chưa? Sau khi bạn tính ra được cái giá trị trung bình rồi thì bạn bắt đầu đi tính cái sai số tuyệt đối của mỗi lần đo. Thì giờ chúng ta đi tính như sau. Đây, delta SN. Thì được tính bằng gì đây? Bằng giá trị của lần đo đó là SN trừ đi giá trị trung bình của S. Đó. Thì giờ bạn bắt đầu cầm máy tính lên bấm nhá. Chúng ta sẽ tính sai số tuyệt đối của lần đo thứ nhất này. Đây, các bạn chú ý này. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn bao nhiêu đây? Chúng ta sẽ lấy là 0,649. Đúng chưa? Trừ đi 0,6514. Đó, thì bạn tìm ra âm nhân mà chúng ta lấy độ lớn lên đúng không? Tức là nhân trừ 1. Thì ở đây các bạn ra nó là 2,4 nhân 10 cũng trừ 3. Và bạn muốn đẩy ra cái số mũ, bạn muốn bỏ số mũ đi, bạn làm sao này? Bạn nhìn thấy này. Bạn nhìn thấy ấn nhá, ấn chữ Shift này. Shift NG. Đó, ấn Shift NG này. Đó, thì bạn chú ý này. Khi bạn ấn Shift NG thì nó ra là 0,0024. Thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị là 0,0024 để tính toán. Chứ chúng ta không dùng giá trị là 2,4 nhân 10 cũng 3 nhân 10 cũng trừ 3 đâu nhá. Các chú ý này. Vậy, chúng ta điền vào. Sai số tuyệt đối của lần đo thứ nhất sẽ là 0,0024. Được chưa? Thầy nói lại cho các bạn nghe này. Đầu nhá, chúng ta làm như sau này. Chúng ta lấy 0,649. Được chưa? Chúng ta trừ đi 0,6514. Thì nó âm nhưng mà chúng ta dùng độ lớn, tức là chúng ta nhân trừ 1 lên. Vậy cái sai số tuyệt đối của lần đo thứ nhất là 2,4 nhân 10 cũng trừ 3. Chúng ta muốn đổi ra cái số như kiểu thế này để chúng ta tính toán ấy, thì các bạn sẽ làm như sau. Ấn Shift NG. Đó, ấn Shift NG. Để cho bạn ra là 0,0024 nhân 10 cũng 2. Các bạn lấy 2 lần liền. Được chưa? Đó, các bạn hiểu ở đây không? Thì đó là đối với cái dòng máy tính Casio 570 à 580, còn đối với dòng máy Casio 570 và Vinaca thì bạn cũng ấn thế thôi. Đây bạn nhìn thấy hướng dẫn này, đây nhận nhìn này, chúng ta cũng lấy thôi 0,6514, các bạn trừ đi 0,649. Đó, thì khi các bạn xử lý ra bạn thấy nó ra là 2,4 nhân mình cũng trừ 3 đấy, đúng không? Ấn tiếp này, Shift NG, ấn 2 lần liên tục, đó đổi ra ngay là 0,0024. Hiểu vấn đề chưa? Ok chưa nhỉ? Đó. Thì giờ sau đó các bạn sẽ ấn tương tự đối với lần thứ hai này, bạn làm tương tự này. Bạn lấy 0,60 phẩy. Rồi tương tự nhá. 0,6514. Các bạn trừ đi, bạn trừ đi thằng này, trừ đi cái giá trị của lần thứ hai là 0,651 này. Đó, để bạn điền vào ô này. Được chưa? Bạn trừ đi 0,651. Đó thì nó ra là 4 nhân 10 cũng trừ 4 đúng không? Nó đổi ra ấn Shift NG. Đó thì bạn ra ngay. Và tiếp lần nữa này. Đó thì là 0,0004. Đã chú ý đấy chưa? Đã có này. 0,0004. Đó. Được chưa? Các bạn lưu ý nhé. Bạn phải tính toán từng lần một ra này. Nào, bây giờ các bạn ấn rất nhanh cho thầy các cái lần 3, 4, 5 là bao nhiêu nhỉ? Nào, cái thằng thứ ba của chúng ta đúng không? Thì nó sẽ thay vào là 0 chỉ đi 0,654 này. 654. Đó, nó âm ra nhân trừ 1 lên là xong này. Thì là 2,6 nhân 10 của chữ 3 đổi ra là ấn 2 lần Shift NG cái là ra ngay. Họ là 0,0026 đúng không? 0,0026. Được chưa? Tiếp tục là từ tư chúng ta bạn tính ra thật nhanh chúng thầy nó là bao nhiêu đây? Trừ đi này. Trừ đi 0,653. Đúng chưa? Đó, bạn nhân trừ 1 nữa là xong này. Cái độ lớn lên mà đúng không?
thì là 1,6 nhân với 1 chữ 3 ấn 2 lần shift NG để đổi ra cho ta thì là 0,0016. Được chưa? Và lần thứ 5 của chúng ta thì chúng ta làm ra như đây. Lần thứ 5 của chúng ta ra là 0,0014 đúng không? Thì nhanh nhá, 0,0014. Đó. Thì giờ chúng ta hoàn thành xong là cái sai số tuyệt đối của mỗi lần đo rồi. Sau đó chúng ta bắt đầu đi tính cái sai số tuyệt đối trung bình. Được chưa? Các bạn nhớ đây là các bước để bạn làm đấy nhá. Nào, sau đó bước theo của ta này. Bạn tính delta S, nha. Đó, thì bây giờ bạn cộng tất cả các sai số tuyệt đối của mỗi lần đo vào cho bạn chia ra 5 là xong đúng không? Vậy là có này. 0,0024 cộng với cả 0,0004. Đó, cộng tiếp bao nhiêu này? 0,0026. Đã cộng tiếp 0,0016 khá là dài đấy nhá, bạn chú ý vào. 0016 này. Đó, bạn cộng tiếp 0,0014 này. Được chưa? Sau đó các bạn chia cho 5 giúp thầy. Rồi, nào bạn cầm máy tính lên, ấn giúp thầy kéo số này ra bao nhiêu nào. Nào, suy chuẩn nhé, sẽ ra bao nhiêu này. Khá là dài luôn đúng không? Cộng cả 5 thằng delta S và các bạn chia 5. Thì bạn ra ngay được cái sai số tuyệt đối trung bình. Thì đây bạn tìm ra là 0,00168 đúng không? 0,00168. Đấy, gọi chú ý vào nhá. Chúng ta lại có này, nhưng mà đây nó là sai số tuyệt đối trung bình. Đây có thể điền vào bảng này cho đầy đủ này. 0,0001 68 đúng không? Đó, ấn cả vào và cộng vào này. Nào, sau đó bây giờ chúng ta phải đi cần đi tìm delta S cơ. Delta S là sai số tuyệt đối của phép đo. Thì bây giờ delta S thì kiểu gì? Các bạn chú ý là delta S của chúng ta được tính bằng delta S ngang cộng với cả delta S dụng cụ, tức là được cộng với cả sai số dụng cụ. Và đây chúng ta lấy sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của kích thước. Các bạn chú ý là cái thước của chúng ta thì đang có độ chia nhỏ nhất là 1 mm. Và chúng ta sẽ lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất, tức là lấy bằng 0,5 mm. Nhưng các bạn chú ý là thằng này đơn vị là mm. Còn cái thằng bên dưới này chúng ta đơn vị gì đây, là chú ý này. Delta S của chúng ta là 0, được chưa? 0,00168. Thì đơn vị là mét này. Bạn cộng với thằng delta SDC thì bạn phải đổi nó từ mm ra mét bằng cách các bạn chia 1.000. Vậy chúng ta làm như sau. 1 mm lấy một nửa, tức là chia đôi này. Sau đó các bạn nhân với cả 10 mũ trừ 3 để đổi sang mm. Được chưa? Từ mm đổi ra mét là bạn nhân với cả 10 mũ trừ 3, hay chính là bạn chia 1.000, đúng không nhỉ? Nào, các bạn tính lên sẽ ra bao nhiêu đây? 0,00168. Các bạn cộng với cả 1/2 là nửa sai số dụng cụ này. À, nửa độ chia nhỏ nhất này, đúng chưa? Nhân với cả 10 mũ trừ 3 này. Đó. Thì đây bạn ra là 2,18 nhân 10 mũ trừ 3, đúng không? Bạn lấy ra ở 2 là shift là g. Đó, thì bạn ra là 0,0218. Đấy, chú ý không? 0, được chưa? 0,0218. Đó, mét. Đúng chưa nhỉ? Ok không? Vậy bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong cái sai số tuyệt đối của quãng đường rồi. Chúng ta bắt đầu viết cái kết quả đo này. Các bạn chú ý này. Đây. Thì ra kết luận này. Kết luận. Được chưa? Thì S của chúng ta bằng này. S nha, chúng ta là 0, được chưa? 6514 cộng trừ. Các bạn lưu ý này, cái thằng S chúng ta đằng sau số thập phân chúng ta lấy 4 số. Thì bắt buộc cái thằng delta S chúng ta cũng phải lấy 4 số. Vậy chúng ta sẽ lấy đến số 1. Nhưng đằng sau số 1 là số 8. Nên chúng ta phải làm tròn cái số 1 này lên 2. Đó là nguyên tắc rồi. Vậy ta cộng trừ 0,0022 mét. Đó là quãng đường. Đúng chưa nhỉ? Đó, bây giờ các bạn làm tương tự đối với thời gian thôi. Nào, chúng ta xét thời gian này. Tương tự nha. Nào, ta xét thời gian. Đó, thì đầu tiên các bạn cũng tính tính t ngang giúp thầy nha. Đây, bạn tính t ngang của thầy này, cộng vào. Ta tính tương tự thôi đúng không? Đây, t ngang. Ta đi tính giá trị trung bình. Được chưa? Của thời gian đây. Chúng ta có 5 lần đo tất cả. Rồi, 3,49, 3,51, 3,54, 3,53 và 3,5. Bạn cộng cả 3, cộng cả 5 này vào rồi các bạn chia 5 xem kết quả ra bao nhiêu nhá. Nào, chúng ta sẽ làm máy tính luôn này, đỡ viết nhiều này. Đây, 3,49 này, cộng 3,51 này,
cộng với cả 3,54 này, cộng với cả 3,53 này, cộng với cả 3,5 này. Đó, bạn chia 5. Được chưa? Thì đây bạn tìm ra cái giá trị trung bình của cái thời gian là 3,514. Ok chưa? Đó, lưu ý vào. Thì ta có ngay được cái tay ngang rồi. Đây, tay ngang là 3,514 nhá. Được chưa? Cậu chú ý nhé, thằng tay ngang của chúng ta là 3,514 đấy chưa? Sau đó tương tự chúng ta lại đi tính cái sai số tuyệt đối của mỗi lần đo. Bằng cách lấy giá trị của thời gian ở mỗi lần đo trừ đi giá trị trung bình của T. Đó, chú ý nhá. Vậy chúng ta làm luôn này để đỡ mất nhiều thời gian này. Bạn này 3,514 này. Đây, 3,514 này. Bạn trừ đi 3,49. Được chưa? Thì đầu tiên chúng ta ra là 0,024. Được chưa? Sau đó bạn tiếp tục lần thứ hai này. Trừ đi 3,51. Chúng ta có là 4 nhân 10 có trừ 3 đổi ra này, hai lần liên tục này. 0,04, 0,004 nhá. Đó. Lần thứ ba là bao nhiêu đây? Lần thứ ba tiếp tục này. Trừ đi 3,54. Thì nó âm đúng không? Ta nhân lên là xong là 0,026 này. Đó. Lần thứ tư trừ đi 3,53 này. Thì là 0,016 đúng không? 0,016. Đó. Lần thứ 5 trừ đi 3,5 thì là 0,014. Được chưa? Sau đó bạn cộng cả 3 này vào. À, cộng cả 5 này vào. Rồi các bạn chia 5. Giúp thầy sẽ ra bao nhiêu này? Nào, cộng vào nhá. 0,024 này. 0,024 cộng 0,004 này, cộng với cả 0,026 này, cộng với cả 0,016 này, cộng tiếp với cả 0,014. Sau đó các em chia giúp thầy cho 5 này. Đó, để bạn ra là 0,0168 nhé. 0,0168. Thì ta có được cái delta T ngang, đúng chưa? Ok chưa nhỉ? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm nốt cái gì đây? Chúng ta đi tìm nốt cái delta T này. Sai số tuyệt đối của thời gian thì được tính bằng gì đây? Sai số tuyệt đối trung bình, được chưa? Cộng với cả sai số dụng cụ, được chưa? Sai số trung bình chúng ta vừa tính ra là 0,0168. Cộng với, các bạn chú ý này, ở đây thì cái đồng hồ chúng ta có cái độ chia nhỏ nhất là 0,01 giây, thì chúng ta sẽ lấy sai số bằng một nửa độ chia nhỏ nhất, tức là 0,01, các bạn chia đôi, được chưa? Cộng với cả 0,01 chia đôi. Đó, thì cái này bạn tìm ra bao nhiêu nhỉ? Nào, bài tính lên này. Cộng với cả 0,01, các em chia đôi. Thì cái này bạn tìm ra là 0,0218. Đúng chưa? Và từ đó các bạn sẽ kết luận được ngay cái thằng thời gian này. Rồi, thứ hai cái này. Các bạn suy ra là T bằng này. T ngang là 3,514. Cộng trừ. Ở đây chúng ta lấy thằng này sau 3 số thì đây cũng sẽ lấy sau 3 số. Vậy lấy đến số 1 và đằng sau là số 8 phải làm cho đến 2 đúng không? Vậy là cộng trừ 0,022. Đó là kết quả của thời gian này. Đó, các bạn chú ý vào nhé. Thì đó là câu A của chúng ta. Và câu A chúng ta hoàn thành xong cái kết quả đo quãng đường. Kết quả đo thời gian bằng cách đo trực tiếp bằng đồng hồ, bằng thước. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu B này, các bạn chưa cẩn thận vào nhá. Nào, cho bạn ít thời gian trước vào này. Rồi, cả cái bảng này nữa này, các bạn lưu ý này. Đó. Nào, chưa chưa nhỉ? Chúng ta thấy câu B này. Câu B thì là đây nó sẽ là một cái phép đo gián tiếp. Và đề bài yêu cầu ta là viết kết quả đo tốc độ trung bình của ô tô. Đó, câu B là tính viết kết quả đo tốc độ trung bình của ô tô.
Và cái lưu ý là cái tốc độ trung bình của ô tô đúng không? Bạn chú ý này. Đây, ta có ý một tí nhá. Đang có này. Tốc độ bình là V này. Thì viết là V ngang này. Cộng hoặc trừ delta V này. Đúng không? Và các bạn chú ý là cái tốc độ trung bình bạn nhớ tính nào không? Tốc độ trung bình sẽ được tính bằng quãng đường các bạn chia cho thời gian t. Đó. Vậy ở đây nó sẽ là một phép đo gián tiếp. Đo vận tốc hay đo tốc độ trung bình của ô tô thông qua quãng đường và thông qua thời gian. À, các bạn suy nghĩ một tí xíu nhé, câu này làm như thế nào? Nào, các bạn đã xử lý xong cái câu B chưa nhỉ? Thật ra câu B này chúng ta đã có câu A, chúng ta đã có được cái kết quả thằng S và kết quả của thời gian rồi, chúng ta làm câu B này cũng rất là nhanh thôi, là chúng ta cùng nhau xét nhé. Thì bạn lưu ý là V của chúng ta được tính như thế nào thì cái giá trị trung bình của nó cũng được tính y hệt như thế luôn. Vậy ta xét này. Đây, cùng làm nhá. V ngang này thì bằng S ngang các bạn chia T ngang. Đúng chưa? S ngang chúng ta có rồi là 0,6514. T ngang chúng ta cũng có rồi là 3,514. Ấn đi sẽ ra bao nhiêu đây? 0,6514 chia cho 0 chia cho 3,514. Thì đây bạn tìm ra nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Là 0, đây 0,18 1850 đây. Đây. Và bạn tính cho bạn xem nhá. 0,6514 này các bạn chia cho 3,514 này đây. Đó thì đây các bạn ra một số rất là dài là 0,185. Nếu chúng ta lấy đến là 0,1853 nhá, tiểu chú ý này. Nếu chúng ta lấy đến số 3 này, đằng sau chúng ta có số 7 này, thì bạn lấy nếu lấy số 3 này phải làm cho nên là 4, đúng chưa? Thì ta ghi là 0,1854 nhá. 0,1854 này. Đây, các bạn chú ý nhá. 0,1854 này. Đó, mét trên giây. Chúng ta hoàn thành xong là V ngang. Còn bây giờ chúng ta muốn đi tính cái delta V, chúng ta bắt buộc phải tính thông qua sai số tỷ đối của nó. Thì bạn chú ý là sai số tỷ đối của một số, của một tích hay một thương bằng tổng các sai số của các số hạng. Vậy nó có là sai số tỷ đối của V thì bằng sai số tỷ đối của S cộng với cả sai số tỷ đối của T. Và đây các bạn suy ra là delta V các bạn chia cho V ngang thì bằng delta S các bạn chia S ngang cộng với cả delta T các bạn chia cho T ngang. Đúng chưa? À, các bạn thay số qua này. Delta V thằng V ngang chúng ta vừa có rồi là 0, bao nhiêu đây? 1854. Đúng chưa? Delta S ở cộng A chúng ta vừa tính rồi là 0,0022 này. 0,0022 chia cho S ngang là bao nhiêu nhỉ? Chia cho S ngang là 0,6514. 0,6514 cộng với cả delta T là 0,022 chia cho T ngang là 3,514. Nào, đến đây các bạn suy thực nhanh ra giúp thầy xem cái thằng delta V nó là bao nhiêu nào. Nào, cái delta V là bao nhiêu đấy? Mở máy tính nhá. 0,0022 chia cho 0,6514 cộng với 0,0222 chia cho 3,514. Đúng chưa? Sau các bạn nhân với cả 0,1854
Đó. Thì bạn ra một cái quả là 1,786 như này không, nhưng mà có chữ 3 đúng không? Các bạn muốn đổi ra đúng không? Thì bạn ấn Shift NG 2 lần. Đó thì bạn ra ngay này. Đây là V, bạn ra là 0,0018. 0, đây bạn ra ngay là 0, được chưa? 0,01. Nếu các bạn lấy đến số 7 là chú ý này. Nếu bạn lấy đến số 7 này thì bạn phải làm cho số 7 là số 8, vì đằng sau số 7 này đang là số 8 đúng không? Vậy là 0,0018 mét trên giây. Đó. Thì chúng ta hoàn thành xong được cái kết quả của thằng V rồi đúng không? Đấy, các bạn chú ý vào. Đây chúng ta có cái giá trị trung bình là 0,1854. Lấy sau bốn số thì đây là 0,0018, cũng lấy sau bốn số này. Sau dấu thập phân là phải lấy bốn số giống nhau. Được chưa? Vậy ta sẽ có như sau kết luận này. Kết luận V chúng ta bằng này 0,1854 cộng trừ 0,0018 mét trên giây. Đó chính là kết quả của chúng ta. Đấy, các bạn lưu ý vào. Các bạn có hiểu không nhỉ? Các bạn có hiểu không các bạn ơi? Ok không? Thì đó chính là cái câu 3 nhé. Chưa thận vào nào các bạn nào?